Tôi xin chào tất cả quý khán giả, thưa quý vị, bây giờ là chương trình đọc báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Tuấn. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tại ngộ quý vị. Thưa quý vị, đặc phái viên Nguyên Khôi từ miền Nam Cali và Hoàng Tuấn từ miền Bắc Cali. Hôm trước chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về chuyện chuẩn bị đón Tết như thế nào, và Hoàng Tuấn thì rất là rành về giá cả. Hôm nay có biết cái giá không? Hôm nay bánh chưng có lên giá không? Đấy, bánh tét có lên giá không? Hoa có lên giá không? Không, anh, hôm nay thì đã qua rồi. Là... qua ngày Tết thôi, cuối tuần này thì mọi người mới ăn Tết một cách rộn ràng hơn, thưa quý vị. Đúng rồi. Ở Nam California thì cũng vậy thôi. Những ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật sẽ có những hội chợ rất là lớn có tiến hành. Rồi bên cạnh đó thì có những chương trình, nhiều chương trình khác nhau, những chương trình giả vũ, những chương trình đón xuân, ca hát, rồi các hội đoàn đoàn thể, các nhà thờ, các chùa thì đều có những chương trình lễ Tết thật là đông, thật là vui. Và một cái đặc điểm mà có lẽ mới có nhận xét khác với San Jose, khác với Bắc California là ở đây trong những ngày Tết như thế này thì các bà, các cô và ngay cả các ông, các cậu nữa cũng mặc quốc phục rất là nhiều, mặc áo dài rất là nhiều đi ở ngoài đường. Tự nhiên mình thấy lòng mình nó Tết nhiều, lòng mình nó Tết. Hoàng Tuấn không biết Hoàng Tuấn ở Bắc Cali thì như thế nào? Thì thưa với anh, nếu như theo cái tình hình mà anh nói như vậy đó, thì miền Bắc Cali năm này không có được như ở miền Nam Cali. Hôm trước Tết đó thì hai ngày cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật, Hoàng Tuấn có đi tham dự một cái hội xuân năm nay làm với một cái quy mô nhỏ thôi, ở chỗ vườn Nhật đó anh, ở chỗ cái công viên văn hóa Việt đó. Thì Hoàng Tuấn đặt trách cái phần hô lô tô, hô được hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Và ở các chùa và ở chỗ cái khu thương mại, khu Grand Century cũng có chương trình ca nhạc. Nhưng mà nếu nói về cái quy mô như anh nói thì nó không bằng với miền Nam Cali. Và tuần này đó thì bà con mình vẫn còn ăn Tết, nhưng mà trong cái phạm vi gia đình và nhiều hơn, chứ không có được quy mô như dưới kia. Còn về vấn đề quốc phục thì ở đây các bà, các cô cũng mặc áo dài, cũng đi nhà thờ, đi chùa mặc áo dài cũng đẹp lắm anh. Riêng cái áo dài của các ông á, thì Hoàng Tuấn thấy bây giờ là cái áo dài đó nó không phải là cái áo dài của Việt Nam mình đó. Nó người ta nói cách tân gì đó Hoàng Tuấn không biết. Hoàng Tuấn thì chỉ thích là cái áo dài khăn đóng của mình như ngày xưa thôi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, thì ở Nam Cali thì đại khái là như vậy, thì mọi người ăn Tết rất là vui. Nhưng mà riêng có ngày mùng 2 Tết á, thì trời có cái gió rất là lạnh. Lần đầu tiên chúng tôi ở đây khi mà có gió Santa Ana thổi về lạnh buốt người, rất là khó chịu. Rất là khó chịu trong ngày hôm đó. Ngày hôm sau thì hết rồi, nhưng mà cái ngày hôm đó thì thực sự là lần đầu tiên chúng tôi ở Nam California và được thưởng thức cái gió Santa Ana này. Chịu không nổi, Hoàng Tuấn ơi, lạnh lắm, lạnh bút người. Ở miền Bắc Cali ngày mùng 1 cũng gió dữ lắm anh, cũng gió rất là mạnh và lạnh. Còn đốt pháo thì năm này bà con mình vẫn đốt pháo, dĩ nhiên trong những cái khu thương mại thì không được nhiều như những năm trước. Riêng nhà Hoàng Tuấn thì giao thừa cũng được vài thước, rồi sáng mùng 1 cũng được vài thước, cũng vui. Rồi bây giờ cái phần Tết nhất thì nó là như thế. Thì về cái phần giá cả đó anh, hôm trước Hoàng Tuấn có nói về đi mua trái cây để mà đón xuân đó. Muốn chia sẻ thêm một tí xíu nữa để quý vị thấy là ngay ở xứ Mỹ này nhiều người cũng lắc đầu là như thế này. Hôm trước Hoàng Tuấn ra mua hai trái mãng cầu, mà cái loại mà lai bình bát đó, thì hai trái mãng cầu là $30. Thấy nó cũng tương đối, nhưng mà có cái loại mãng cầu của Úc á, nó giống như mãng cầu của bên Việt Nam á, thì là hai trái như vậy là $45. Và có một cái loại nó màu nâu, hai trái nhỏ thôi, $64. Để có thể thấy là cái trái cây nó cũng khá là đắt. Rồi, vậy là bởi vì cái công việc của Hoàng Tuấn chuyên về giá cả cho nên xin thưa như thế. Nói thôi một chút về vấn đề đốt pháo. Ở đây thì người ta đốt pháo kinh hoàng luôn, có người. Hoàng Tuấn thấy ở dưới miền Nam nhiều hơn miền Bắc anh. Dạ đúng rồi, đốt nhiều hơn. Điểm Lily Bakery mà chúng tôi có dịp đến trong ngày đầu xuân, họ đốt pháo dài, chặt pháo rất là dài, chúng tôi nghĩ rằng khoảng 100 mét quá. Dạ, rất là dài như vậy. Một lần dĩ nhiên là các bạn đi múa rất là vui, nói chung là
Ở Nam California thì tại vì đông người Việt hơn mà, cho Đúng nên cái rồi. không khí nó rộn rã một chút. Và anh biết là thành phố San Jose người ta ra thông báo trên TV đó là đốt, nếu mà đốt pháo bông đó nha, người ta nói pháo bông á là firework á, thì người nào mà vi phạm thì phạt lần thứ nhất á là 1.000, lần thứ hai là 2.000, lần thứ ba là 3.000, còn người nào mà bán pháo bông thì phạt 50.000. Thế thì Hoàng Tuấn mới nói cha như vậy thì sao bà xã, mới nói không, pháo bông đó ta nói pháo bông, còn mình là pháo nổ không sao. Mình vẫn bán được cái bà. Thì đúng là pháo nổ thì dĩ nhiên là cảnh luật lệ thì cảnh sát người ta không có cho, nhưng mà người ta cũng biết đó là cái văn hóa của mình, người ta cũng mắt nhắm mắt mở, xe cũng chạy thôi thôi chứ không đến nỗi nào. Rồi mọi chuyện thì tương đối vui vẻ. Rồi bây giờ thì chúng ta xin phép được đọc báo anh Khôi ha. Thưa quý À, vị, Hoàng Tuấn muốn bắt đầu hay là tôi đọc trước hay Hoàng Hoàng Tuấn Tuấn trước? có cái tin này muốn chia sẻ với anh, là để chúng ta có lẽ chúng ta cũng dành nhiều thời giờ để bàn tới cái việc này. Thưa quý vị, anh Nguyên Khôi và quý vị cũng biết là cái mùa đại dịch Covid thì có nhiều người đi du lịch hoặc là đi làm việc, đi học, du học ở ở ngoài nước Việt Nam đó bị kẹt lại. Và lúc đó đó muốn về Việt Nam là một vấn đề rất là khó khăn. Thì đối với người mà ở người Việt Nam ở ở ở xứ người mà muốn về Việt Nam á, thăm Việt Nam thì không được rồi, ngoại trừ những người có quốc tịch Việt Nam mới về. Thì lúc đó đó nhà nước Việt Nam đã có những cái chương trình gọi là giải cứu, gọi là nhân đạo, để giúp đưa đồng bào ruột thịt của mình về quê hương. Thưa quý vị, thì lúc đó cũng có nhiều người thắc mắc là ủa tại sao là cái giá vé nó đắt như thế. Thì thưa quý vị, cái thắc mắc của bà con bây giờ nó mới vỡ ra, là báo Người Lao Động Online có đăng bài báo là lò chống tham nhũng cháy tại cục lãnh sự, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng ổng cứ đòi là đốt lò đó anh. Thế thì bây giờ cái lò nó đã cháy ở cục lãnh sự. Bà cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và các đồng sự đã trục lợi trên nỗi đau của đồng bào trong cơn đại dịch, làm dư luận phẫn nộ. Thưa quý vị, chúng tôi xin phép là đầu năm đầu tháng mà dùng những cái chữ nó nặng nề quá thì nó không tốt, nhưng mà bắt buộc. Thưa quý vị, có nhiều người xấu làm những cái việc mà người ta thường dùng cái chữ là rất là tồi tệ, rất là khốn nạn. Nhưng trong cái bối cảnh này thì nói theo cái cách nói của các bạn trẻ bây giờ là khốn nạn trên cả những sự khốn nạn, ở cái chỗ như thế nào? Là bởi vì lợi dụng cái nỗi khổ của đồng bào mình để mà moi tiền. Anh Đinh Nguyên Khôi có đồng ý là một người ăn trộm đó, đi ăn cắp một 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 cái món đồ hay là một món tiền, bởi vì có nhiều khi người ta nghèo túng quá, đói ăn vụng túng ăn vàng, thì cái việc đó là cái việc xấu, nhưng mà bởi vì người ta túng thiếu quá. Còn cái này cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, trong khi bà con mình, đồng bào mình ở nước ngoài đang gặp khó khăn, mình lại lợi dụng cái việc đó thì nó quá ư là tồi tệ, nó tồi tệ kinh khủng. Thì xin phép Nguyên Khôi cho Hoàng Tuấn thêm chút xíu nữa là trong năm 21 khi nhà nước có chủ trương tổ chức những chuyến bay giải cứu, người ta bỏ trong ngoặc kép nha, người Việt Nam đang bị kẹt ở nước ngoài về nước đã có nhiều thông tin râm ran về các vụ việc không minh bạch. Nhiều sự ta thán của người dân chắc chắn đến tai các cơ quan chức năng. Ai cũng hiểu, một vé một chiều từ Mỹ về Việt Nam là 5.000 cho đến 6.000 đô la, và từ Singapore về nước cũng phải mất 40 triệu đồng là vô lý. Vì sao có giá cắt cổ như vậy? Và đây là câu trả lời là ngày 28 tháng 1, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân, xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trong khi Hoàng Tuấn trình bày như thế này thì anh Khôi có ý kiến gì thì anh cứ việc lên tiếng nha. Và Chúng tôi thấy là họ ăn không có từ bất cứ cái gì cả, nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói ở đây này là cái chuyện mà cái giá vé, và từ đó nó lên cái khủng hoảng, nó cầm cái khủng hoảng thế này thì ai cũng biết, cho là Hoàng Tuấn, Hoàng Tuấn có biết là lúc đó, ngay biết lúc đó chứ, Hoàng Tuấn có biết cái dạ giá thì nó biết chứ, cao không? dạ nó kinh khủng quá. Mà Hoàng Tuấn lúc đó có biết là cái giá cao không, bất thường không? Biết chứ, tại vì Hoàng Tuấn có mấy người bạn làm bên travel đó anh, thì người ta cũng biết là cái giá nó đắt Mà thiệt Hoàng Tuấn biết, người dân trong nước cũng biết chứ phải không ạ? á. Nhiều người biết, bởi vì người Mà ta sao ban bí thư đảng không biết, quốc hội không biết, các ông cấp trên không biết, bộ ngoại giao không biết, tại sao vậy? Đến bây giờ nó mới lòi ra là làm sao? tại vì các ông ấy là nhiều khi có những công việc nó lớn lao quá, các ông phải lo, cái này là việc lo cho cấp dưới người ta giải quyết vấn đề,
thì bây giờ những cái tiếng ta thán đó nó đã lọt đến tai, hoặc là có thể là không có thể nào che đậy được nữa. Cho nên là cơ quan an ninh đã bắt tạm giam 4 người, gồm có Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng, Lê Tuấn Anh, hình như ông này ngày xưa ổng có ở San Francisco anh hả? Như Hoàng Tuấn nhớ như thế. Lê Tuấn Anh, chánh văn phòng của cục, và Lưu Tuấn Dũng, phó phòng bảo hộ công dân của cục này. Và thưa quý vị, những cái sự việc như thế nó làm mà xôn xao dư luận, và người ta dư luận ta rất là phẫn nộ. Bởi vì sao? Bây giờ người ta không dùng chữ bức xúc nữa. Chúng tôi cảm ơn nhà báo, bây giờ không dùng chữ bức xúc nữa. Rất là phẫn nộ chứ chả có bức xúc gì. Và các bị can trong vụ án này đó, nổi bật nhất là bà Nguyễn Thị Hương Lan, sinh năm 74, tại Hà Nội nha. Đó, quê hương cách mạng đấy. Tháng 3 năm 21 thì bà Lan, phó cục trưởng phụ trách cục lãnh sự, được Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm quyền cục trưởng cục lãnh sự. Tháng 7 21, bà được bổ nhiệm làm cục trưởng cục lãnh sự. Và trong một bài viết nhân kỷ niệm 75 năm truyền thống công tác lãnh sự Việt Nam, tháng 11 năm 21, bà Lan đánh giá việc tổ chức những chuyến bay giải cứu để đưa công dân gặp hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu về nước trong thời gian đại dịch của cục lãnh sự là một trong những thành tích nổi bật. Và cũng trong bài viết này, bà Lan nêu rõ cục lãnh sự xác định sự cần tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác bảo hộ công dân, lấy công tác nghiên cứu xây dựng thể chế làm nòng cốt, cải cách hành chính là khâu đột phá, coi công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt cán bộ trẻ là nền tảng. Và những thành tích đó, trong ngoặc kép, năm 21, cục lãnh sự và cá nhân bà Lan đã được nhận bằng khen về công tác bảo hộ công dân. Công tác bảo hộ công dân hả? Anh thắc mắc là tại sao đảng và nhà nước không biết? Đảng và nhà nước biết, cho nên đảng và nhà nước mới tặng bằng khen. Và như Bây giờ tất cả những cái thối tha nó mới lòi ra đấy. sinh hoạt đấy. Và nhưng bà Lan nói và viết không như hành động, đã có những hành động vô nhân đạo, trục lợi qua chính những chuyến bay giải cứu nhân đạo của nhà nước. Bà Lan và đồng sự phải trả giá đích đáng. Thì thưa quý vị, qua sự việc này thì để chúng ta xác định là một điều như thế này về cái chính sách ngoại giao, và đối với nhất là người ta gọi là đối với kiều bào ở nước ngoài đó. Thì thưa quý vị, điều này để xác định một cách rõ ràng chắc chắn là đảng và nhà nước không hề lo gì cho ai cả. Cho nên là những sống ở nước ngoài như như Hoàng Tuấn, Vịnh Nguyên Khôi, chúng tôi biết có những người, xin lỗi quý vị, bây giờ cũng còn rất là ngây thơ, cứ bảo rằng là Việt Nam bây giờ đổi mới rồi, đảng và nhà nước cũng quan tâm tới đời sống kiều bào hải ngoại. Thưa quý vị, qua cái sự việc này quý vị thấy người ta chỉ là sâu dân mọt nước, muốn đục khoét tiền bạc, muốn lấy tiền bạc. Chính người dân ở trong nước bị kẹt ở nước ngoài phải về nước, và người ta gọi là những chuyến bay giải cứu nhân đạo, người ta chặt một cái vé một chiều 5 cho đến 6.000 đô la, và từ Singapore về Việt Nam người ta tính tới 40 triệu đồng Việt Nam. Thì quý vị, bây giờ nó mới đổ bể ra như thế. Thế thì những quý vị nào sống ở nước ngoài, ở Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, vân vân, mà quý vị bảo rằng mình đảng và nhà nước vẫn còn quan tâm thương mình, thì quý vị phải cẩn thận, bởi vì nhiều khi quý vị ngủ một đêm đến sáng sờ cái lỗ tai mình đó, nó sẽ dài thật là dài. Anh không biết tại sao không? Thế Tại vì mình trở thành con lừa đó anh. là không? Bị lừa. Vì vậy cho nên là qua cái bài báo này thì chúng tôi xin quý vị, báo của nhà nước đăng, chúng tôi không biết cái sự việc này, chúng tôi không có đi điều tra đăng lên nha. Và để xác định một điều rằng là Đảng và nhà nước không có hề yêu thương chính những đồng bào ruột thịt cần được giải cứu nhân đạo, người ta còn ăn trên trên đầu trên cổ của người dân, thì đừng bao giờ nghĩ rằng là những khúc ruột ngàn dặm là được đảng và nhà nước yêu thương để mà lo lắng nha. Chúng tôi xin tạm ngưng phần 1 chương trình. Khi trở lại phần 2 thì chúng tôi sẽ có thêm một số các bài báo khác nữa. Thưa quý vị, trở lại phần 2 của chương trình, thì qua cái sự việc mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị về cục lãnh sự đó, thì có một bài báo liên quan là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khẩn trương điều Thủ tướng bảo là phải khẩn trương điều tra, đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại cục lãnh sự. Thì quý vị, đó là bộ mặt đó, nhà lo cho ngoại giao đó mà vậy đó. Thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi sáng ngày 31 tháng 1, ông đã thăm chúc Tết, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại công an thành phố Hà Nội, thăm bệnh viện dã chiến,
điều trị bệnh nhân COVID tại quận Hoàng Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương. Và ông khi mà nói chuyện như vậy thì ông Phạm Minh Chính, ông biểu dương lực lượng công an đã phát hiện khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Thì thưa quý vị, về cái bài báo, những chi tiết của bài báo thì chúng tôi sẽ không có đọc nhiều, là bởi vì quý vị biết làm sao. Trong cái bài, trong cái phần mình đi thăm á, công an á, ôi giời, ông ấy là, ông mà là đưa công an lên tận mây xanh, bởi vì ông ấy gốc công an mà. Ông khen chiến sĩ công an là như thế này thế khác. Và có một cái đoạn đặc biệt như thế này nè, ông bảo là đặc biệt là phải đi, đề nghị là đi gõ, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Ủa giờ anh nghe văn vẽ chưa? Đi từng ngõ, gõ từng nhà và ra từng người. Ra từng người. Để xem có ai có khó khăn, có ai thiếu ăn, thiếu mặc, có ai không có Tết không? Nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có giải pháp phù hợp để không ai bị bỏ lại phía sau, không người nào, không gia đình nào là không có Tết. Quý vị có tin chuyện này hay không là chuyện của quý vị, chúng tôi thì không tin. Thưa quý vị, ở Việt Nam công an mà nó đi từng ngõ, nó gõ từng nhà, nó ra từng người là bà con xanh máu mặt. Chắc chắn là như vậy. Là chắc chắn. Cho nên là người ta mới có cái, chúng tôi sẽ nhắc là cái chuyện thời bên bên Nga đó, Xô Viết đó, người ta bảo là ông cụ hấp hối mà khi gõ cửa hỏi ai đấy thì nó là thần chết đây, ông nói lạy Chúa, thế cứ ngỡ công an. Tức là sợ công an hơn là thần chết đó. Thì qua cái những cái điều mà ông thủ tướng nói như thế thì anh Khôi thấy như thế nào? Anh thấy cái chuyện mà đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thì anh thấy anh có từng ra từng người. Nhưng mà thưa quý vị, đồng bào ở trong nước mà nghe cái chỗ này chắc không mất mất Tết luôn, không dám ăn Tết nữa thưa quý vị. Bây giờ tôi có bài như thế này, thưa anh Hoàng Tuấn, là bài này ước gột rửa đảng, xứng tầm đạo đức văn minh. Ôi giời, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, phải tự soi lại mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần nữa nhắc lại yêu cầu trên tại hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hồi đầu tháng 12/2021. Đó là cách để cán bộ đảng viên tự gột rửa mình, làm cho đảng càng ngày càng trong sạch hơn, xứng đáng là đảng của đạo đức văn minh. Ok. Hồi tháng 12 ông nói chuyện này rồi, vào lúc đó là mình có nói cái vụ mà soi lại chính mình, thì mình đã đề nghị là phải phát gương cho người ta để người ta soi lại mình chứ, phải không ạ? Hoặc là mỗi một nơi làm việc, trụ sở đảng, ủy ban nhân dân vân vân đều phải có những cái gương để cho người ta soi lại mình chứ, gương lớn chứ, phải không? Phải có chứ. Mà bây giờ vẫn chưa có mà. Tôi không biết ông nói để làm gì. Ông này ông có bị lẩm cẩm không anh Tuấn? Ông nói sao gột rửa anh hả? Gột rửa, tức gột rửa mình, làm cho đảng ngày càng trong sạch hơn, xứng đáng là đảng của đạo đức văn minh. Anh biết không, bây giờ tôi nghĩ cái đảng này á, tắm nó còn chưa xong chứ đừng nói rửa. Bây giờ mang ra mà lấy nước sôi mà cạo giống như là cạo lợn. Mà nó còn chưa hết cái nhớt nữa, ở đó mà gột rửa. Thì anh cũng thông cảm là cái công việc của bác Trọng á, thì bác Trọng không có việc gì làm. Thì tới mỗi lần mà có cái dịp nào là bác lên là bác cứ tương lại cái những cái bài cũ thôi, là cứ tư cách đạo đức vân vân và vân vân, nhưng mà đụng tới đâu thì nó thối tới đó. Và bây giờ mới nhất là anh thấy Cục Lãnh sự, khi mà anh vô Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, anh không phải là người tầm thường anh ạ. Anh không phải là lơ mơ mà anh vô được đó đâu. Anh phải là người có thân thế, là phải gốc gác cũng kinh khủng lắm. Anh thấy ngồi ở phi trường ở hải quan thôi nha, ngồi như thế mà mỗi lần người ta đưa hộ chiếu là cứ mở ra xem thử là trong cái hộ chiếu đó là ông Washington, ông có đi theo không, ông có về theo không đấy. Đấy, mà không có thì là nhắc là bỏ vào đó, mà cũng rất là khó, không có dễ gì mà vô được. Huống gì anh làm Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao mà anh đi giải cứu cho đồng bào mình. Thế thì ông Phú Trọng thì năm nào cũng nói chừng đó thôi. Và cái điều nó rất là vô duyên là như thế này, tôi thấy trên YouTube đó anh, người ta quay cái cảnh ăn Tết ở Việt Nam đó,
thì mừng xuân thắng lợi, ở dưới có chữ mừng đảng quang vinh. Bây giờ nó có khác hồi xưa tí xíu, ngày xưa là mừng đảng rồi mới đến mừng xuân, bây giờ mừng xuân trước rồi mới đến mừng đảng. Đó. Và nó cũng có một chút thay đổi mà làm cho nó nhẹ tí xíu là nó không còn màu đỏ nè, nó không còn màu đỏ nữa, nó dùng màu khác, cái màu nó nhẹ hơn. Nhưng mà tôi thấy mừng xuân thì đúng rồi, mà tôi dưới chữ mừng đảng quang vinh, tôi thấy đảng mình chả có gì quang vinh đâu mà mừng anh hả, chả được cái tích sự gì cả. Nhưng mà hình như là sắp tới ngày thành lập đảng phải không anh? Ờ, ngày ba Đảng Quang Vinh Xuân. ủa ngày bạn là ngày 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 3 tháng Bây giờ 2 đó, ngày 3 tháng 2 là tôi ngày cũng thành hết lập đảng nhớ. đó. Bây giờ riết rồi tôi cũng hết nhớ ngày thành lập đảng là ngày nào luôn rồi. Đảng là ngày 3 tháng 2 đó anh. Dạ. 3 tháng 2 à, Ngày 3 sắp tháng. tới rồi. 3 tháng 2 là tới rồi chứ, sắp gì nữa. À, hôm nay mình Đó. sâu rồi, đúng ngày luôn rồi này. Dạ là đúng, mình đang nói chuyện rồi Tự là nhiên. tới rồi đó. Ừ. Mà chúng biết thì thôi, bây giờ cái chuyện bây giờ ai cũng biết rồi, đảng mình chả làm được cái tích sự gì. Lúc nãy khi mà ông cái bài báo mà ông Phạm Minh Chính ông bảo rằng là không có để người nào mà không không được đón Tết anh. Thế thì chúng tôi có một cái bài báo á, cái này trên báo Dân Việt nha, ngay Hà Nội đấy nha, trước Tết Nguyên Đán đó, nhói lòng hoàn cảnh cụ ông bán bút bi dạo mưu sinh dịp Tết trên phố Tôn Đức Thắng Hà Nội cận Tết Nguyên Đán 22, khi người người đang vội vàng chuẩn bị sum họp đón năm mới cùng gia đình, cụ ông 70 tuổi vẫn miệt mài dong ruổi khắp các con phố bán bút bi dạo nuôi cả nhà với tiếng hát yêu đời. Và cuộc sống của cụ ông bán bút bi dạo mưu sinh gói gọn trong hai từ bất hạnh. Đó là vào những, người ta viết một bài báo là vào những ngày cận Tết, thời tiết lạnh lẽo và nhiều người đi đón xuân sắm sửa, thì có một người đàn ông 70 tuổi mà đi bán bút bi, một cái bút như vậy có mấy ngàn thôi anh. À, và ổng khi mà khi người ta viết bài báo này thì người ta bảo rằng là ông ấy là người rất là lạc quan, rất là yêu đời. Khi đi bán bút, ông nói là chung tay xây dựng tương lai, mua cây bút đẹp học tài làm nên, trời xanh mây trắng nắng vàng, mua cây bút đẹp lại càng giỏi hơn, vân vân. Thì cái chúng tôi không biết thực sự là ông cụ ổng có thực sự lạc quan yêu đời hay không. Nhưng bài báo viết rằng là cuộc sống của cụ ông bán bút bi dạo mưu sinh gói gọn trong hai từ bất hạnh. Thế thì tôi không biết là ông Phạm Minh Chính ông bảo là đi từng ngõ, gõ từng nhà và rà từng người, mà ông này ông đi khắp nơi trên những đường phố Hà Nội mà sao chả thấy ai rà ông cụ và người ta biết là ông là rất là lạc quan, và ông không có vợ con, một mình phải gồng gánh nuôi chị gái ruột đơn thân đã cao tuổi và một đứa cháu gái con ông em ruột bị chất độc màu da cam. Thì thưa quý vị, về cái vấn đề này chúng tôi lại mở ngoặc chút xíu nữa là cái cuộc sống của người đàn ông này rất là vất vả. Nhưng còn về cái vấn đề mà chất độc màu da cam thì chúng tôi đề nghị như thế này. Bây giờ khoa học tiến bộ dữ lắm. Nếu mình chứng minh được những người nào bị chất độc da cam giống như trường hợp như cháu của ông này, thì mình có những cái chứng cứ rõ ràng, mình đưa cho chính phủ mới đưa cho bên người Mỹ. À, người Mỹ thì người ta, mình không cần nói bồi thường cho nó nặng nề. Đây, nạn nhân của chất độc màu da cam nè, thì người Mỹ người ta sẽ có cái cách người ta giúp đỡ cho nha. Chứ mình chứ việc chứ Việt Nam bây giờ anh thấy bất cứ người nào mà bị dị tật là người ta cứ bảo chất độc màu da cam, mà người ta đã cho biết rồi, cái chất độc ngày xưa nó không phải màu da cam, chất độc nó không có màu da cam. Nhưng mà trở ra chúng tôi chỉ bỡ ngoặt chút xíu thì thôi, đề nghị đảng và nhà nước giúp đỡ cho những người bị chất độc da cam, chúng ta làm một cái hồ sơ. Và chúng ta bây giờ Việt Nam có rất nhiều tiến sĩ mà mình giỏi lắm, mình mới làm cái tài liệu mình đưa lên và đưa qua cho nước Mỹ. Và nếu mà chính phủ Mỹ đó không có làm tròn bổn phận đó, thì mình hãy vận động những cái tổ chức mà gọi là nhân dân Mỹ tiến bộ đó thì người ta cũng sẽ giúp đỡ cho. Thì trở lại cái chuyện mà người đàn ông 70 tuổi vất vả như thế, thì chúng tôi xin thưa với quý vị để thấy rằng là ông người đàn ông này ông bảo rằng đối với ông cái Tết nó xa lắm, tại vì ông không có đào quất chẳng bánh kẹo, ông bảo Tết với ông vẫn còn xa lắm, nhưng mà ông vẫn vẫn lạc quan yêu đời. Thì chúng tôi không biết cái lạc quan đó thực sự ông lạc quan hay là báo chí người ta viết như thế, nhưng mà chúng tôi nói bài báo này để thấy rằng là đi từng ngõ, gõ từng cửa, gõ từng nhà và rà từng người là cái chuyện ông Phạm Minh Chính
ông nói cho nó có vần, cho nó vui thôi. Giống như mấy người ta đi hô kẹo kéo hay ta hô lô tô cho nó vui ngày năm năm mới thôi. Anh coi có ý kiến gì về vụ này không? Yeah, thôi chịu thua, không ý kiến gì cả. Có điều là Tết đến rồi, thấy tiếng cười của Hoàng Tuấn kia này rất là tươi như vậy, là chắc năm nay Hoàng Tuấn sẽ phát tài đâu. Hoàng Tuấn, tôi có nhận xét như vậy. Hy vọng là như thế, bởi vì thực sự với anh ở cái lứa tuổi này thì cũng không phải là già mà cũng không còn là trẻ. Thì qua cái nhất là cái vấn đề dịch bệnh đó anh, thì mình thấy rằng là trong cái đời sống thì ai cũng phải lo làm ăn, phải lo ví dụ như là kinh tế nó có lúc lên lúc xuống. Nhưng cái quan trọng nhất khi mình nhìn những người chung quanh đó, mình thấy rằng là cái sức khỏe của mình nó vẫn tốt, vẫn còn khỏe, còn đi tới đi lui. Đó là cái niềm vui. Và năm nay Hoàng Tuấn để ý là tất cả mọi người khi chúc nhau đó thì người ta cũng giới hạn cái chuyện mà làm ăn phát đạt tiền của, nhưng cái quan trọng mọi người đều nhắc tới nhắc lui là làm sao để có sức khỏe đó. Và cái chuyện ở xứ Mỹ thì quý vị xứ Mỹ tự do mà có những người nào mà chích ngừa đầy đủ, còn có những người ta không chịu chích là chuyện của người ta, nhưng mà đa số cũng vẫn cũng nhắc nhở với nhau là nên chích ngừa đầy đủ. Và mỗi buổi sáng Hoàng Tuấn có một nhóm bạn, cũng bạn gọi là bạn vong niên đó anh, lớn cũng có, bạn cũng có mấy người lớn tuổi hơn nhiều, thì sáng đi uống cà phê gặp nhau nói chuyện vãn thôi thì đó là cái niềm vui rồi. Thì mình cũng không phải là theo cái kiểu mà mấy nhà hiền triết nhưng mà cứ nghĩ là như thế này, cái chuyện của quá khứ thì mình không thay đổi được, tương lai thì nó chưa có tới. Cái quan trọng trước tiên bây giờ trước mắt á là mình đang sống được bình an, được ngày nào mừng ngày đó. Và đặc biệt là cái dịch bệnh cái Covid này, mặc dù bây giờ cái con Omicron nó lây lan nhanh hơn nhưng mà nó không có làm chết người như là Covid, thì đó là cũng là một cái điều mà chúng ta thấy có một cái nhìn lạc quan hơn cho cuộc sống. Như vậy anh Khôi nha. Dạ vâng, cảm ơn Tuấn. Cảm ơn anh Khôi, cảm ơn quý Tạm vị, tạm và biệt quý vị. chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau.